chào tất cả các bạn đã quay trở lại trong video tiếp theo của mình. Và lời đầu tiên thì cho phép mình xin được giới thiệu, mình tên là Vân Anh. Và bên cạnh của mình đây là những cái thành viên trong nhóm của mình. Và hôm nay thì bọn mình sẽ quay video của bộ môn Basic. Thì với cái chủ đề là nụ cười đẹp. Và tình huống của bọn mình được dựng ra đó chính là cái hội bạn thân này đi chơi với nhau. Và có một anh bạn này sẽ mặc quần áo không đẹp cho lắm, nhưng bọn mình vẫn thể hiện được cái nụ cười đẹp. Và mình rất mong là các bạn sẽ đón chờ cái tình huống này của mình nhé. Và ở trên đây là bố của mình, là trong vai là những hội bạn thân. Và bạn Dũng đây sẽ là một người mà mặc quần áo mà không ưng ý với mình nhất. Cảnh bộ con đó mấy tỷ gì rồi, mấy tỷ đâu rồi, lại chạy giá rồi, nghe là không
quán Phát Đạt thì Nam mời hội chị em chúng tôi đi làm bữa nhờ. Đúng rồi. Ôi, chúng ta luôn, đi ăn lẩu. Ăn lẩu à? Ừ, lẩu. Ăn lẩu. Lẩu gì bạn? Lẩu hải sản đi cậu. Ui, với tôi lẩu lắm. Đấy, chuyện nhỏ mời chị em cũng đi. Thế tối nay thế định ăn mặc cái này đi sinh nhật Hòa. Ừ, coi mặc này chứ. Thôi, thay bộ khác đi. Ui, vét các thứ rồi. Ừ, cái này mày đi tránh bão à hả? Mình có công ty rồi, mình phải lịch lãm rồi. Rồi. Tôi mới trẻ giám đốc lên. Ôi, trẻ đang này. Ôi, các bạn ơi. Mày là trẻ trâu, nó CEO mà như thế này không được, mà phải thay đổi tự cấp của tôi. Thế mới đổi được Hòa chứ. Đi sinh nhật người yêu mà lại mặc như thế này là dở rồi. Tôi mặc này Hòa mới đổ bạn ạ. Bây giờ này nhá. Hội chị em thôi bây giờ là rất là rảnh và bọn tôi đã lên hẳn concept để tối đi rồi. Ừ. Bây giờ bọn tôi đang ông bây giờ không thiếu gì tiền đúng không? Bọn tôi sẽ đưa ông đi đập lại, thay đổi hình tượng được, để tối nay đi sinh nhật cho Hòa phải ngước mắt và nuối tiếc, bạn hiểu không? Đúng rồi. Ok không? Okay. Đi luôn, đi luôn, đi luôn nha, đi luôn nha. Đi luôn, mua cho tao vài bộ váy nhá. Ok luôn, bạn ơi. Đi Xin chào thầy cô và tất cả các bạn đã quay trở lại trong video của mình ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì cho phép mình xin được giới thiệu, mình tên là Vũ Thị Vân Anh. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP01. Hiện nay thì mình đang là thực tập sinh của lớp K Happy Đại học EDX. Và trong các buổi video lần trước thì mình cũng đã từng chia sẻ cho các bạn về các buổi học, về cách đi đứng, cách chào hỏi cũng như là cách sử dụng điện thoại. Và trong video tiếp theo của ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục một chủ đề nữa, đó chính là cách để có một nụ cười đẹp. Thì như các bạn đã biết thì cười là một cái gì đấy trong và rất thường hay có trong giao tiếp. Và nụ cười thì thường xuất phát từ nội tâm, bằng cái sự chân thành của mỗi con người. Và để có một nụ cười đẹp thì trước tiên là bạn cần rất là nhiều tình cảm, cảm xúc đặt vào trong đấy. Nụ cười thì là một cái ngôn ngữ nội tâm, nó rất là đẹp và mỗi người lại thể hiện ra một cái điệu cười khác nhau, tạo nên được cái tính cách cũng như là cái con người của những người đấy. Và thì như là ánh nắng và nhịp cầu thì nụ cười đã mang lại cho chúng ta một cái sự ấm áp, sự hòa ái giữa con người với con người. Và nụ cười còn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống và hạnh phúc đến cho mọi người. Cuộc sống thì không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng những cái gì mà mình mong muốn. Và có đôi lúc thì chúng diễn ra một cách không như là chúng ta mong muốn. Thì có những lúc như vậy thì bạn nên giải quyết như thế nào? Khi mà bạn cảm thấy chán nản và bế tắc, cảm thấy khó khăn nhất. Và bạn hãy tự tưởng nhủ với bản thân của mình là cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hãy luôn mỉm cười và đối mặt với nó. Thì bạn sẽ thực sự thấy được cái ý nghĩa và cái nụ cười nó quan trọng đến nhường nào. Trước tiên thì nụ cười giúp chúng ta có một cái tinh thần lạc quan hơn. Khó khăn và áp lực thì trong cuộc sống thì là một cái điều gì đấy là tất yếu. Và cho dù có gặp khó khăn thì những cái chuyện buồn bã hay tiêu cực đến đâu thì hãy gác lại mọi thứ lại xung quanh và bạn hãy học cách chấp nhận chúng. Bởi vì khi mà bạn chấp nhận chúng thì dù có điều gì xảy ra thì bạn vẫn luôn luôn giữ được cho mình một cái thái độ lạc quan, tích cực. Vậy thì bạn cứ thử nghĩ mà xem, khi mà bạn không nở một nụ cười và luôn luôn giữ một cái thái độ buồn chán trên cái nét mặt khi mà gặp cái mọi người xung quanh thì không chỉ cái mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng mà cái cảm xúc của bạn đặt lên đấy cũng ảnh hưởng tới không chỉ là bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới cho người khác. Vì vậy thì thay vì thế thì hãy cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ lại và lúc đó thì hãy nở một nụ cười thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và sẽ tìm ra được cái cách giải quyết khác nhau khiến cho mọi thứ không tồi tệ hơn. Nụ cười còn mang lại niềm tin trong cuộc sống và bạn chẳng thể nào làm được chuyện gì khi mà bạn mất niềm tin vào cuộc sống. Cái điều bạn làm sẽ trở nên vô nghĩa và không còn quan trọng đối với bạn nữa. Tiếp theo là ý nghĩa của nụ cười, đó chính là nụ cười sẽ níu giữ lại cái tuổi giúp níu lại cái khoảng cách, cái mối quan hệ của chúng ta xích lại gần nhau hơn.
và có rất nhiều cách để tạo sự ấn tượng cũng như là cái sự thân thiện đối với người lạ. Và một khuôn mặt rạng rỡ, một nụ cười tươi hay một giọng nói thì có thể làm cho bạn cảm thấy thân thiện đối với mọi người xung quanh. Và nụ cười thì nó bao gồm rất nhiều các cái ý nghĩa. Tuy nhiên thì nó cũng có rất là nhiều các cái giá trị. Và sau đây thì sẽ tìm hiểu một vài giá trị. Và nụ cười thì giúp bạn giải tỏa bớt cái căng thẳng mệt mỏi trong cái lúc mà làm việc. Ngoài ra thì theo một nghiên cứu của các nhà khoa học ấy, thì họ còn chứng minh được là nụ cười còn giúp bạn níu lại cái tuổi thanh xuân. Bởi vì khi mà cười thì các cơ mặt sẽ được nâng lên và giúp bạn ngăn ngừa được cái sự lão hóa bởi các nếp nhăn. Và đây chính là một bí quyết trẻ đẹp cho làn da và kéo dài tuổi thanh xuân của bạn. Và giá trị của nụ cười còn thể hiện rõ nhất ở cái câu tục ngữ mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và nụ cười thì rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người và giúp bạn hạnh phúc và giúp bạn khỏe mạnh hơn. Và khi mà chúng ta cười thì chúng ta không chỉ cái bản thân tinh thần của chúng ta được giải tỏa các nàng mệt mỏi, mà chúng ta còn lan tỏa và chia sẻ cái cảm xúc đấy cho mọi người xung quanh và thậm chí là do cả nhân sinh muôn loài vạn vật. Trong cuộc đời thì có rất là nhiều những cái lúc mà mệt mỏi thì hãy tạo cho chúng một cái ý nghĩa nhất định. Khi mà ta gặp nó thì ta sẽ nở một nụ cười thì sẽ thân thiện hơn, giúp bạn gọi là thân thiện hơn này, giúp bạn cái tâm trạng của bạn sẽ được giải tỏa hơn. Và điều tiếp theo mà mình đã nói về phần ý nghĩa cũng như là giá trị của nụ cười. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là vậy thì làm thế nào thì chúng ta có một cái cách mà chúng ta có một nụ cười đẹp? Thì trước tiên là bạn cần phải có một cái sự tự tin nhất định về bản thân của mình và cười tươi một cách tự tin này. Sau đó thì chúng ta phải cải thiện hàm răng của mình. Một điều rất là tế nhị. Một điều nữa đó chính là chúng ta cần để có một nụ cười đẹp thì chúng ta cần tập luyện cười trước gương nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là có một quy tắc mà các cái người nhân viên hay là tiếp viên hàng không ở nhà hàng hay là khách sạn thì họ hay có một cái phương pháp, đó chính là ngậm đũa ở mồm thì sẽ tạo ra cái khuôn miệng, nó sẽ là cái khẩu hình miệng sẽ đẹp hơn khi là cười. Và trên đây là phần trình bày của mình về cái nụ cười đẹp. Và trong video của mình thì còn rất là nhiều thiếu sót và mong các bạn có thể đóng góp ý kiến để cho cái video này của mình hoàn thiện hơn. Và trong phần tiếp theo của mình sẽ là phần xây dựng tình huống. Và tình huống của bọn mình nó chính là khi mà bọn mình gặp nhau và một đứa bạn trong cái nhóm của mình ấy mặc một bộ quần áo không thích, và bọn mình sẽ sử dụng cái điệu cười hay là cái nụ cười đấy, không phải là nụ cười kiểu như là châm biếm đâu, cũng cười, nhưng mà sẽ thể hiện được một cái vài nét gì đấy của ý nghĩa của nụ cười. Và rất mong các bạn hãy đón chờ video tiếp theo của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay.